Một cây vợt mới được ra mắt, được mệnh danh là cây vợt mang niềm hy vọng, đến từ hãng Kumbu. Xin giới thiệu mọi người, cây vợt Kumbu Power Control Vimco. Ít người biết rằng, ngoài hoa anh đào ra, người Nhật còn yêu mến chiếc lá có tên gọi là Ginkgo, tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ của con người cũng như là đất nước mặt trời mọc. Chính vì vậy, nhà sản xuất đã đưa cái tên Ginkgo lên cây vợt để thể hiện sự chiến đấu bền bỉ, kiên trì trong mọi trận đấu. Về ngoại hình, cây vợt sở hữu trên mình lớp sơn lì cùng tông màu chủ đạo là màu trắng cùng các họa tiết màu vàng và xanh lá cây trông rất là bắt mắt. Đặc biệt ở góc chữ T, nhà sản xuất đặt một bên là logo hãng, mặt còn lại sẽ là hình chiếc lá Ginkgo. Về thông số kỹ thuật, khi cây vợt chưa được lên dây, mình đo cây vợt có trọng lượng là 82g, điểm cân bằng 295mm, điểm swing 82kg/cm², và cây vợt cho sức căng tối đa là 28 lbs, cùng với cái đũa trợ lực cho người chơi rất tốt. Về công nghệ, cây vợt vẫn sở hữu trên mình những công nghệ quen thuộc như Starboard Hand Fueling, Hydro Hybrid. Và đặc biệt, cây vợt được sử dụng vật liệu cao cấp để sản xuất là Carbon Graphite các bạn nhé. Cây vợt Ginkgo hướng tới người chơi có lưới đánh cân bằng với trọng lượng 4U, giúp những pha vung vợt phòng thủ phản tạc tốc độ. Ngoài ra, điểm cân bằng 295mm giúp cho những pha sở mạnh không kém phần mạnh mẽ. Cây vợt sẽ phù hợp cho cả nam và nữ, những bạn học sinh, sinh viên và những người chơi phong trào. Cây vợt giá chỉ 550.000. Chỉ 550.000, các bạn sẽ sở hữu được cây vợt Ginkgo, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, túi nhung đi kèm và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất. FB Shop, bán vợt vì đam mê.